Nhân dịp xuân mới về, Nội thất Hoa Mỹ xin kính chúc quý khách hàng, quý đối tác bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, an khang và thịnh vượng. Năm 2017, Nội thất Hoa Mỹ đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Để gặt hái được những thành quả đó, hẳn có phần đóng góp rất lớn về công sức cũng như sự ủng hộ của khách hàng trong thời gian qua. Những khách hàng luôn tin tưởng ủng hộ sản phẩm Nội thất Hoa Mỹ như Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đan Việt, Thẩm mỹ viện Thanh Hòa Spa, Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu, Công ty Hải Thành Hải Quân, Công ty Chaco Logistics và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới những quý khách hàng đã tạo nên một tên tuổi hoa mỹ của ngày hôm nay. Bởi chúng tôi luôn ý thức, luôn cam kết về chất lượng cũng như mức giá và đặc biệt là những kiểu dáng độc đáo luôn xứng tầm với một hoa mỹ trên 30 năm kinh nghiệm. Một Hoa Mỹ là công ty sản xuất nội thất đầu tiên của Hải Phòng với diện tích nhà xưởng trên 8.000m², showroom trên 2.000m². Ngoài ra, chúng tôi còn độc quyền hơn 10 nhãn hiệu đến từ Trung Quốc, Malaysia. Nhân dịp đầu xuân mới, chúng tôi có chương trình khuyến mại đặc biệt dành tặng quý khách hàng. Khuyến mại giặt sofa miễn phí trị giá 1 triệu đồng cho khách hàng sử dụng sofa Hoa Mỹ. Khách hàng tin tưởng tiếp tục sử dụng sản phẩm của Hoa Mỹ sẽ được giảm 2% trên tổng sản phẩm đơn hàng. Nội thất Hoa Mỹ rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Mỹ, địa chỉ 81 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng. Hotline 0934 339 489, 0948 568 568, 0913 240 260. Email noithathoamy@gmail.com, website nhunghoamy.com. Nội thất Hoa Mỹ.com.vn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.